quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Lý Nhã Kỳ tiếp tục xây biệt phủ hoành tráng cho dòng họ đón năm mới. Nữ nghệ sĩ khiến mọi người trầm trồ hoa mắt về độ giàu có khi cô liên tục có những dự án với chi phí hàng tỷ đồng. Những ngày gần đây, Lý Nhã Kỳ khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi khoe khu nghỉ dưỡng với 16 căn villa hoành tráng với diện tích 5 sao, đầy đủ tọa lạc trên đồi tại Đà Lạt. Resort với trị giá triệu đô này là một trong những dự án đặc biệt của cô trong 2019 và người đẹp rất vui khi được hoàn thành và khai trương ngày dịp sinh nhật người cha đã mất. Cụ diễn viên cũng dành món quà ý nghĩa này để tặng mẹ ruột. Lý Nhã Kỳ tiếp tục khoe biệt phủ. Chiều 17 tháng 1 trên trang cá nhân, cô tiếp tục làm người hâm mộ há hốc khi đăng tải hình ảnh về biệt phủ mà mình đang hoàn thành những khâu cuối cùng để dòng họ đón năm mới. Cụ thể, Lý Nhã Kỳ tâm sự, ông táo về trời mà mình vẫn còn trồng hoa và cây đây, nhưng cũng vui vì 6 tháng cuối năm 2019 hoàn thành chỉ tiêu xây 2 dự án, một dự án resort ở Đà Lạt, một dự án biệt phủ cho dòng họ Trần Lê. Thôi thì gái xinh chưa lấy chồng nên chỉ lo báo hiếu cho bố mẹ để ông bà có phủ riêng mang họ Trần và Lê, tập trung cho sự nghiệp thôi, nhưng tính ra mình ngoan phết, không biết tung tăng nhảy múa, chỉ biết chăm chỉ làm việc. Chỉ còn vài ngày nữa sẽ bước sang năm mới mà mọi công đoạn đang được gấp rút hoàn thành. Cận cảnh biệt phủ hoành tráng uy nghiêm và rộng rãi mà Lý Nhã Kỳ dành tặng cho gia đình. Lý Nhã Kỳ thu hoạch rau quả trong khu nghỉ dưỡng. Tại khu resort Đà Lạt, người đẹp gốc Vũng Tàu dành khá nhiều đất để có thể làm khu vườn, gieo trồng các loại rau quả sạch. Đây cũng là nơi mà cô thực hiện mong muốn để những bạn bè, người thân có được thực phẩm an toàn cũng như trải nghiệm việc gieo trồng rau quả mỗi khi đến đây tham quan vui chơi. Dù bận rộn nhưng mỗi khi cuối tuần cô đều lên tận vườn cùng nhân viên thu hoạch các loại rau quả. Đến thời điểm hiện tại, thú vui của Lý Nhã Kỳ chính là đắm chìm trong không gian xanh mướt yên bình tại Đà Lạt. Cô luôn muốn mang lại nguồn thực phẩm chất lượng nhất cho mọi người. Lý Nhã Kỳ rất hài lòng thành quả gieo trồng của chính mình. Có thể nói người đẹp luôn gây ấn tượng với công chúng bởi nhiều hình ảnh từ quyến rũ lộng lẫy khi xuất hiện tại các sự kiện cho đến những khoảnh khắc đời thường giản dị. Ngoài ra, cô còn làm công chúng ngạc nhiên hơn với khối tài sản hàng trăm tỷ đồng đang sở hữu.